Vâng, xin chào tất cả các mọi người đã đến với kênh xe đạp đặt trần của mình. Hôm nay mình về được cũng 10 con Colorado, hãng xe của Malay. Thì con xe này hiện tại là bánh 29 là đang là hot nhất hiện tại. Đây là những cái xe khách hàng mình đặt rồi. Thì hiện tại là mình về cho khách được mấy con này, đợi mãi thì khách mới về. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ đập hộp những cái con xe này. Đập hộp những cái con xe Colorado cho khách của mình, rồi mình đập thử một con ra cho các bạn xem. Cho các bạn xem là cái con bánh 29 này nó ổn định như thế nào. Phân khúc giá rất là tốt. Đây, mình đập con này nhá. Anh camera vào đây, mình đập con này thử nè. Đây, đập luôn. Chuẩn bị giao cho khách khu vực Biên Hòa. Mình là ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con này là bánh 29 là cực kỳ hợp lý luôn. Đây, ăn camera quay vào đây cho nó sát này. Đó. Dòng xe bắn 29 inch. Đi bộ đề Euro. Ây, phục hơi. Siêu đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Quay ngược đây để nó lấy sáng à Ngọc. Đó. Đây. Mình quay sơ sơ con này thôi. Thì lát nữa mình sẽ cho lên video con này. Con này đi là bộ Dore trục rỗng. Trục rỗng nha các bạn. Đó. Nào, Dore. Hai dĩa. Hai dĩa là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 lít. Phuộc là hơi nha. Thắng là thắng dầu các bạn. Thắng dầu này nó đi thắng dầu của hãng Techco. Cũng hãng cũng phân khúc cũng ổn định lắm. Đó. Còn đó. Còn cái bô tăng của nó là Juno. Ghi đông Juno luôn. Bộ tay đề là Dore luôn. 11. Dore 11. Đó, sườn nhôm. Hiện tại là có một size 15 và size 17. Các bạn anh cô chú anh chị muốn đặt xe thì liên hệ mình, bởi vì cái xe này mình về là được rất là ít, chỉ còn màu đen thôi. Nếu mà cô chú anh chị đặt thì liên hệ với em. Em sẽ lên đơn và ship về cho cô chú anh chị. Đó. Đây là tất cả cái xe này là khách quý khách đặt hàng hết à. Đấy. Trong xe thì có một cái bộ phụ tùng. Hộp phụ kiện. Xe nhập nguyên thùng là có một hộp phụ kiện. Đó. Hộp phụ kiện trong đây là bao gồm là đồ để gắn lên xe, bê đan và cái cây ti để gắn bánh xe. Thì lát nữa mình lên lên cái xe này mình sẽ review tổng thể